Kính chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Tin Nóng Cà Phê 24 giờ, kênh thông tin chính trị xã hội nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là một số thông tin chi tiết trong bản tin ngày hôm nay. Đầu tư hơn 27.000 tỷ đồng cho dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau. Kính thưa quý vị, ngày 15 tháng 3 tại Hậu Giang, Bộ Giao thông Vận tải tổ chức hội nghị bàn giao hồ sơ thiết kế cắm cọc giải phóng mặt bằng đợt 1 dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Dự án thành phần Cần Thơ - Cà Mau đi qua Cần Thơ, Hậu Giang, Bạc Liêu, Kiên Giang, Cà Mau. Ban quản lý dự án Mỹ Thuận, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau có quy mô giai đoạn 1 4 làn xe hạn chế, mặt cắt ngang 17m, tổng chiều dài khoảng 109,5 km, tổng mức đầu tư 27.254 tỷ đồng. Điểm đầu dự án tại KM15+350, nút giao IC2 là nút giao nối vào quốc lộ 91 Nam Sông Hậu, thành phố Cần Thơ. Điểm cuối kết nối với tuyến tránh thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Dự án gồm hai dự án thành phần, đoạn Cần Thơ - Hậu Giang dài 36,7 km, vốn đầu tư 9.769 tỷ đồng. Đoạn Hậu Giang - Cà Mau dài 72,8 km, vốn 17.485 tỷ đồng. Dự kiến khởi công năm 2022, hoàn thành cơ bản năm 2025. Về tiến độ thực hiện lập dự án, đến nay đã hoàn thành công tác khảo sát địa hình, thủy văn, địa chất, vật liệu và công tác thỏa thuận, hướng tuyến, cầu cống, đường gom với các tỉnh dự án đi qua. Đã báo cáo đầu kỳ từ tháng 2 năm 2022 và dự kiến báo cáo giữa kỳ trước ngày 26 tháng 3 năm 2022. Các công tác đánh giá tác động môi trường theo khung chính sách đã hoàn thành, thực hiện tham vấn cộng đồng đạt tiến độ yêu cầu. Công tác lập và phê duyệt hồ sơ thiết kế cắm mốc giải phóng mặt bằng đợt 1 đã hoàn thành tổng cộng 36,5 km, đã bàn giao hiện trường 9 km từ KM28+000, KM37+000 thuộc tỉnh Hậu Giang. Theo ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang, dự án có vai trò rất quan trọng, kết nối các trung tâm kinh tế, các tuyến đường cao tốc, quốc lộ, tỉnh lộ qua nhiều địa phương, góp phần vào sự phát triển chung của toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long. Hậu Giang đã phê duyệt quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, trong đó có cập nhật dự án này vào quy hoạch, đồng thời đã thành lập Ban chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng ban. Theo đó, Bộ đã tổ chức lập, phê duyệt, bàn giao hồ sơ thiết kế cắm cọc giải phóng mặt bằng cho địa phương theo từng giai đoạn, cơ bản hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2022 để địa phương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, cho phép triển khai thực hiện đồng thời các thủ tục để rút ngắn thời gian thực hiện các công việc, thẩm định, quyết định phê duyệt, kết quả thẩm định báo cáo, đánh giá tác động môi trường, thẩm tra, quyết định khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, khảo sát, lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, khảo sát, lập, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán và lựa chọn nhà thầu để đảm bảo tiến độ triển khai dự án. Đến nay, việc triển khai dự án cơ bản bám sát theo kế hoạch. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video kênh Tin Nóng Cà Phê 24 giờ. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận những thông tin mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.